Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể Phật tử, 19 tháng 2 là ngày gì ạ? Ngày gì? Ngày Vía Quan Âm. Ai cũng biết là ngày Vía Quan Âm. Nhưng vía mừng kỷ niệm gì? Hả? Đảng sanh hả? Đúng không? Có bao nhiêu ngày lễ vía Quan Âm? Ngày thứ nhất là ngày nào? 19 tháng 2. Ngày thứ hai? Ngày thứ ba? Chúng ta thì không có nhiều cái tài liệu để cung cấp một cách cụ thể và chính xác về những cái ngày kỷ niệm của Bồ Tát Quan Thế Âm. Như mình thấy trong cái phần mục lục mà của Kinh Nhật Tụng đó, 19 tháng 2 là kỷ niệm ngày đản sinh của Ngài Quan Thế Âm, 19 tháng 6 là ngày thành đạo, 19 tháng 9 là ngày Niết Bàn. Đó là những cái mà chúng ta chỉ biết sơ thôi, không có cụ thể. Và nói về lịch sử của Ngài Quan Thế Âm thì chúng ta tìm thấy được một phần lịch sử nó xa xưa vô cùng, không cụ thể ngày tháng. Đó là vào một thở quá khứ, thời Đức Phật Bảo Tạng. Ngài Quan Thế Âm là con trai của vua Vô Trấn Niệm. Và lúc bấy giờ vua Vô Trấn Niệm được Đại Thần Bảo Hải khuyên nhủ biết tu phước, biết làm lành, biết thỉnh Đức Phật Bảo Tạng về Hoàng Cung để cúng dường. Và sau đó vua Vô Trấn Niệm xuất gia đi tu, trở thành Đức Phật A-di-đà. Con của vua Vô Trấn Niệm có 4-5 người con trai mà sau này đi tu cũng trở thành các vị Bồ Tát hết: Ngài Quan Âm, Ngài Thế Chí, Ngài Văn Thù, Ngài Phổ Hiền, đều là con trai của vua Vô Trấn Niệm. Đó là mình biết một chút về lịch sử mà không cụ thể ngày tháng. Mình có thể tìm thấy được ở trong các bộ kinh điển Đại Thừa, hầu như tất cả các kinh đều có Ngài Quán Thế Âm, có những phẩm nói về Quán Thế Âm, và có những đoạn Ngài Quán Thế Âm trình cái công hạnh, trình cái sở tu, trình cái sự chứng đắc của mình lên Đức Phật. Đó là chúng ta nói sơ về một chút về lịch sử. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về hạnh nguyện của Ngài, để chúng ta có thể học được gì chúng ta học. Cái câu niệm Quán Thế Âm, niệm thế nào là đúng ạ? Niệm thế nào cho đủ? Ở đây Phật tử nào biết đưa tay lên niệm giùm. Đâu, mời bà cụ niệm thử coi. Cảm ơn bà cụ. Cho bà cụ một tràng pháo tay đi chứ. Nhưng mà còn hai chữ quan trọng vô cùng. Đó là hai chữ gì? Gì? Chính xác, vỗ tay lần nữa. Phải tầm thinh mới cứu khổ được. Nam mô Đại Từ Đại Bi. Tầm thinh cứu khổ cứu nạn, linh cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát. Qua cái câu niệm như vậy, chúng ta thấy được
Vị Bồ Tát này có tâm từ bi vô cùng to lớn. Tâm từ bi đó luôn dõi tìm chúng sinh, qua hai chữ tầm thinh, tức là luôn dõi tìm, luôn luôn lắng nghe những lời kêu cứu của chúng sinh, những lời cầu cứu của chúng sinh. Khi chúng sinh bị lâm vào khổ, lâm vào nạn, kêu cứu Ngài sẵn sàng đến để mà cứu. Thế cho nên Ngài còn được mệnh danh là vị Bồ Tát ban sự vô ý, ban niềm vui cho chúng sinh. Thiên sứ hữu cầu thiên sứ ứng. Trăm ngàn phương trăm ngàn sứ, dù bất cứ ở Đông Tây Á Âu vân vân, nơi nào có chúng sinh đau khổ, nơi nào có chúng sinh cầu Ngài cứu cho thoát khỏi nỗi khổ, Ngài liền có mặt. Nhưng phải thành tâm nha, không thành tâm không được đâu. Kể đại chúng nghe cái câu chuyện vui, nhưng nó có thể cho mình bài học lớn. Cái anh chàng đó, anh nghe nói là trì chú Đại Bi và niệm danh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm, thì khi gặp tất cả những điều khó khăn trở ngại, gặp những khổ nạn khổ ách, thì Ngài Quán Thế Âm sẽ đến cứu giúp. Và anh đặt niềm tin, anh tin tưởng tuyệt đối. Hằng ngày anh thường xuyên trì chú Đại Bi và niệm danh hiệu của Bồ Tát. Tối hôm đó, trong giấc ngủ, anh thấy có một vị thần đến bên cạnh anh và nói là: ngày mai con hãy dọn đồ đi khỏi cái nơi này, vì ngày mai ở nơi này nước nó sẽ ngập, nếu con ở đây con sẽ chết, hãy rủ mọi người đi khỏi nơi này. Anh nghe như vậy, sáng ngày mai anh thông báo cho mọi người: mọi người cứ đi đi, đêm qua tôi nằm mơ thấy có ông thần đến nói với tôi là hôm nay ở đây sẽ có lụt có lội, nước sẽ dâng lên cuốn hết cái chỗ này. Vị thần đó kêu tôi nói cho mọi người biết, mọi người đi. Mà đúng là ngày hôm đó trời bắt đầu u ám, mặt trời chẳng xuất hiện, gió giông ầm ầm kéo tới, mưa vần vũ, mưa mù trời mù đất. Mọi người đổi áo mưa, khăn gói cuốn đầu lên đường, vì biết chắc chắn rằng anh này nói thật. Mọi người đi, đi ngang nhà ảnh thì thấy ảnh vẫn còn ngồi đó niệm Quán Thế Âm. Mọi người mới rủ anh là: ồ, chuẩn bị nước ngập lên, tại sao anh còn ngồi đó chẳng chịu đi? Anh kêu: mọi người cứ đi đi, tôi ngồi đây đợi Ngài Quán Thế Âm đến dắt tôi đi. Vì Ngài Quán Thế Âm nói rằng khi mà ai mà lâm vào cái cảnh khổ, kêu tên Ngài, niệm danh hiệu Ngài thì Ngài sẽ đến cứu. Và tôi tin vào điều đó. Thế là những người người ta đến, người ta khuyên ảnh không chịu nghe. Rồi bao nhiêu lớp người ra đi. Trong những đoàn người đi đó, lâu lâu lại có một ông già ngừng lại khuyên bảo anh cũng chẳng nghe. Rồi ông già đó lại đi, rồi chút lại có một chàng thanh niên đến khuyên bảo anh cũng chẳng nghe. Anh vẫn khư khư rằng hãy đi đi, Bồ Tát sẽ đến và nâng đỡ tôi, sẽ đặt tôi vào tòa sen, tôi đi với Bồ Tát. Một chút cái nước nó ngập lên, nó ngập lên tới lóc nhà, là anh leo lên lóc nhà anh ngồi trên đó. Cái có một cái ông già chèo chiếc xuồng nhỏ tới, mới nói là: ồ, thôi con lên xuồng, ông chở con đi, chứ không con ngồi đây chút nước nó ngập lên nữa là con chết đó. Anh kêu: không, ông đi đi, con đợi Bồ Tát, chút nữa Bồ Tát tới. Ông già năn nỉ, hết sức là năn nỉ, ấy vậy mà cũng không được. Đúng là cũng thuộc dạng lì có số đó, chứ không phải lì bình thường đó. Tôi thấy tôi lì mà thấy cái tên đó lì hơn tôi nữa.
Thế là ông già chèo đò kia năn nỉ không được, ông lại chèo đò đi. Một đổi sau nữa, có một chiếc thuyền khá là lớn, cũng đông người trên đó. Chiếc thuyền ấy chạy đến mới nói với anh rằng: lên thuyền đi với chúng tôi, ở trên thuyền này vui lắm, trên thuyền này an toàn lắm. Anh kêu không, mấy ông cứ đi đi, ngồi trên thuyền đâu có sướng bằng ngồi trên cái tòa sen của Bồ Tát. Một chút Bồ Tát sẽ đem tòa sen đến đây cứu tôi. Thế là ảnh cứ niệm danh hiệu của Bồ Tát, niệm càng ngày càng lớn. Những người trên thuyền khuyên bảo anh cũng không được, thế là người ta đi chút nước ngọc lên cứu anh chết queo. Bắt đầu cái đoạn này mới là ly kỳ này. Anh chết xuống cái Diêm Vương mới xử tội ảnh. Xử tội ảnh, cái ảnh mới nói rằng: thưa ngài Diêm Vương, những cái tội tôi làm ngài xử tội tôi xin chấp nhận chịu những cái tội đó. Nhưng tôi có một điều mà tôi chưa có thể làm được, mà tôi cũng muốn làm cái việc này cho nó tường tận cho xong. Diêm Vương mới hỏi: ngươi muốn làm việc gì? Anh nói rằng: tôi muốn kiện một người. Diêm Vương hỏi: ngươi kiện ai? Kêu tôi kiện cái bà Quan Thế Âm Bồ Tát. Hỏi: tại sao mà kiện Quan Âm Bồ Tát? Anh nói rằng: vì ngài Quan Thế Âm nói rằng ai mà trì chú đại bi, ai mà niệm danh hiệu của ngài mà gặp nạn lửa cháy hay nước trôi, niệm danh hiệu của ngài, ngài sẽ đến ngài cứu. Ấy vậy mà tôi niệm rác ra cổ, niệm từ sáng tới chiều, ngồi trên lóc nhà mà sóng nước bão bùng gió giông, tôi vẫn cứ niệm mà ngài không đến là không đến. Như vậy là ngài phỉnh tôi, ngài gạt tôi. Tôi muốn kiện ngài, ông làm ơn xử giùm ngài cho tôi với. Thế Diêm Vương biết làm sao, bây giờ làm sao? Mới cho người lên thỉnh ngài Quan Thế Âm xuống địa ngục. Cho người lên thỉnh chứ không phải móc điện thoại ra gọi nha. Nhớ là chứ không phải móc điện thoại ra gọi cái xuống, hay là gửi thư từ hay nhắn tin đâu. Cho Phán Quan đi lên trên Phổ Đài Sơn thỉnh ngài Quan Thế Âm. Cái hoàng ngài Quan Thế Âm ngài xuống, ngài nhìn cái tên đó, cái ngài cười. Ngài mới nói: ồ, ngươi thấy ta có quen không? Anh kêu: quen gì mà quen, tại sao ngài là Bồ Tát mà ngài xạo vậy? Bồ Tát kêu: ủa ta xạo ngươi cái gì à? Kêu: ngài nói là khi mà chúng sinh khổ, niệm danh hiệu ngài, ngài đến ngài cứu. Con niệm ngài cả ngày hôm nay ngài không đến cứu, con bị nước cuốn chết như thế này, mỗi trách nhiệm ngài phải là người chịu lấy. Ngài Quán Tham nói: ồ, ngươi không nhận ra ta chứ ta nhận ra ngươi đấy. Ngày hôm nay ta đến bên ngươi rất nhiều lần để năn nỉ ngươi đi với ta, ấy vậy mà ngươi không đi. Bao nhiêu lần ta đến ngươi đều từ chối, ngươi đều phát tay đuổi ta đi, và dù bao nhiêu lời khuyên bảo của ta ngươi cũng chẳng thèm nghe. Cái anh sừng cầu lên nói: ngài đến với tôi hồi nào? Ngài nói: lần đầu ta đến với ngươi là hiện thân một vị thần ở trong giấc mơ để nói cho ngươi biết ngày mai ở nơi đây có lục, ngày mai ở nơi đây nước dâng lên, hãy cuốn gối mà đi. Lần thứ hai ta đến với ngươi là một người đi trong đoàn, những người đi bộ kéo nhau đi để chạy khỏi cái vùng nước dâng này. Ta đã đến trước cổng nhà mi rủ mi đi, ấy vậy ngươi cũng không đi. Rồi ta lại chèo một chiếc xuồng nhỏ đến để năn nỉ ngươi leo lên xuồng, ngươi sợ chiếc xuồng chìm ngươi cũng chẳng đi. Ta nghĩ rằng ngươi không thích cái chiếc xuồng nhỏ, ta đem cái chiếc thuyền to thiệt là to, trang hoàng trên chiếc thuyền thật là đẹp và có rất nhiều người trên đó, đến năn nỉ ngươi, ngươi cũng chẳng thèm đi. Ngươi đòi cái tòa sen, cái tòa sen ở đâu để cho ngươi ngồi? Trần tục đến thế là cùng. Bồ Tát nói như vậy thì anh mới vỡ lẽ ra: ồ, con cứ tưởng ngài đến bên con là ngài từ trên trời bay xuống, rồi ngài đưa cái tòa sen cho con vô đó rồi ngồi, rồi ngài dẫn con về trời. Con đâu có ngờ là ngài đến với con bình thường như thế. Cũng câu chuyện mình ngưng ở đây.
Mình đủ biết cái kết quả sau đó của anh ta như thế nào rồi. Con người của mình cũng có những cái quan niệm sai lầm, lâm vào trong những hoàn cảnh đau khổ hay khó khăn, mình thường cầu xin Đức Phật, cầu xin chư vị Bồ Tát hãy đến giúp đỡ cho con, hãy cứu con thoát khỏi nỗi khổ đau này, hãy giúp cho con thoát qua cái ách nạn này. Và mình cứ đinh ninh rằng nếu các ngài đến với mình thì các ngài sẽ thân tủa hào quang, ngồi trên hoa sen, bay từ ở trên không trung xuống, vân vân. Như anh chàng kia cứ nghĩ là Bồ Tát phải bay từ ở trên trời xuống. Nhưng mình đâu biết rằng trong cuộc đời này Bồ Tát đã đến bên mình rất nhiều lần bằng cái hóa thân một người rất bình thường. Nhưng mình đâu nhận ra được, bởi vì mình cứ nghĩ rằng Bồ Tát là một nhân vật gì đó rất hiển linh, rất quyền bí, rất màu nhiệm. Tay phải cầm bình nước, phải cầm nhành dương liễu mới là Bồ Tát. Mà nếu mà cầm bình nước và nhành dương liễu này vô trong bệnh viện Biên Hòa có nhiều tên nó cầm lắm nha, chứ không phải. Trong bệnh viện Biên Hòa có nhiều tên giả làm Bồ Tát, nó giả làm Như Lai đó. Đó có lần tôi đi gặp cái anh chàng kia, ảnh kêu, à ông thầy chùa, cái ảnh bắt ấn, không biết ai giả ảnh cái ấn á. Ảnh kêu ta là Phật tổ Như Lai đây. Ý anh nói thầy chùa gặp Phật tổ Như Lai là phải lại đó. Thần kinh nó không ổn, thường như vậy. Là người Phật tử rồi, phải có cái nhìn nó khác hơn những người bên ngoài một chút. Đó là sự hiển linh của các vị Bồ Tát đến với cuộc đời không phải là thân tủa hào quang hay đứng trên tòa sen, mà các ngài có mặt trong những công việc trong đời sống của mình rất bình thường, có khi nói một câu để khuyên, để bảo mình, để giúp mình thoát khỏi tất cả mọi nỗi khổ ách. Suy nghiệm lại đi, trong cuộc đời này bao nhiêu lần Bồ Tát đã đến với ta trong cái hình hài, trong cái vóc dáng làm con người. Ngài hiển linh vô cùng. Cứu khổ, cứu nạn. Khổ của buồn, giận, ghét, thù, đó là cái khổ trong tâm của con người. Cái khổ về thiếu ăn, thiếu mặc, vân vân, cái khổ đó có thể vượt qua rất nhẹ nhàng. Thiếu chút gạo mình có thể đê ghế lưng đi làm công, sẽ có đồng tiền mua lon gạo. Thiếu cái áo, cái quần, mình có thể đi làm công, làm thuê, làm mướn, có được cái áo, cái quần. Nhưng cái khổ của tâm ôm ấp bao cái nhiêu cái thù hận, bao nhiêu cái oán hờn, bao nhiêu cái ganh ghét, bao nhiêu cái tức tối, bao nhiêu cái lo sợ. Cái đó mới là cái khổ lớn. Mà cái khổ đó cần có vị cam lồ của Quán Thế Âm. Vị cam lồ của Quán Thế Âm là gì? Đó chính là chúng ta nhớ đến Ngài và niệm danh hiệu của Ngài. Quán để thấy cuộc đời là đau khổ. Quán để thấy muôn sự phải theo dòng nhân duyên. Quán để thấy tất cả mọi đời sống của tất cả chúng sinh, mọi hoàn cảnh của cuộc đời đều không đi ra ngoài quy luật của nhân quả. Khi quán được những điều đó, tất cả mọi nỗi khổ trong lòng của ta sẽ tiêu tan hết. Thế Âm đến để cứu khổ cho thế gian. Nhưng nếu thế gian không nhìn nhận được khổ từ đâu mà có, thì Quán Thế Âm có muốn cứu cũng không thể cứu được. Thế cho nên muốn Ngài đến để cứu khổ cho các vị phải nhìn nhận được một điều, đó là cái khổ này từ đâu mà có, nguyên nhân tạo ra cái khổ này là gì. Lúc đó có nghĩa là Quán Thế Âm đã đến bên các vị. Cứu nạn,
cái nạn lớn của con người là gì? Là nạn chết, đúng không? Chết là cái nạn lớn nhất của con người. Hồi đó tôi còn nhớ có cái ông kia, ông kể vào năm 1998 là có cơn bão số 5 nó càn quét, đúng không ạ? 98 mà. Thì lúc bấy giờ ông đó là chủ của hai chiếc tàu đang đánh cá ngoài khơi, thì bão tới, tàu không có thể chạy vào bờ để tránh kịp, không chạy vào bờ tránh kịp, chìm tàu. Thì ở trên tàu đó có mười mấy người á, thì ông đó là chủ, mà ông cũng lớn tuổi với thân cũng hơi mập. Chìm tàu mà các vị biết 2 ngày 2 đêm ở dưới biển, ôm được một cái mảnh vỡ của tàu để bu bám sự sống, để giữ lấy sự sống của mình. 2 ngày 2 đêm dưới biển chẳng có gì ăn, lạnh lẽo vô cùng. Thế là ông ta nghĩ là mình sẽ chết, mình sẽ tự buông tay khỏi cái vật để cứu mình, đó là miếng dán của thân tàu, để thôi chết cho nó khỏe, chứ sống thế này sống làm sao nổi. Nhưng khi ông buông tay và thân ông chìm vào lòng đại dương ấy, thì ông tự nhiên trong đầu ông nó bừng lên một cái ý nghĩ, đó là mẹ Nam Hải xin ngài hãy đến cứu con. Đây là câu chuyện có thật mà ông kể lại nha, kể lại cho chúng tôi nghe. Khi ông chìm vào lòng đại dương thì lúc bắt đầu chìm xuống là ông nghĩ đến là mẹ Nam Hải xin ngài hãy đến cứu con. Và ông cứ nghĩ cái câu đó, mẹ Nam Hải xin ngài hãy đến cứu con. Tự nhiên ông thấy ông chạm mặt đất, chân chạm được đáy đại dương. Có một điều lạ giữa biển, làm gì có cái chuyện mà người, cái đầu của ông thì tự nhiên trồi lên khỏi mặt nước, mà cái chân thì đứng được dưới đáy. Ông mơ màng, tự nhiên có một chiếc tàu đến. Chiếc tàu đến thì ông giơ tay lên thế này, thì rồi ông thấy là có người trên tàu cứu được ông. Rồi ông liệm đi. Ông tỉnh dậy thì được người ta chăm sóc ở trong bệnh viện, báo cho người nhà của ông biết. Một điều lạ vô cùng đó là ông hỏi những người y tá và bác sĩ trong bệnh viện là ai đưa tôi vào đây. Những người y tá bác sĩ nói là có một cái ông cũng khoảng hơn 50 tuổi đưa ông vào đây và đã gọi điện kêu người nhà ông sang đây, và người nhà ông đã đến đây rồi, nhưng mà không, rồi cũng chẳng biết cái ông đó ở đâu. Ông về nhà là ông cạo đầu liền. Ông cạo đầu liền, ông lên trên chùa, ông thỉnh bức tượng ngài Quán Thế Âm hơn 1 mét, đem về nhà an trí thờ, và ngày đêm ăn chay niệm Phật. Vì ông biết được rằng đó chính là mẹ Nam Hải đến và cứu mình. Giữa biển 2 ngày 2 đêm, khi chấp nhận đối đầu và chấp nhận chịu chết, thì tự nhiên ở đâu có một cái bàn tay vô hình nâng đỡ mình ở trong lòng nước. Ông nói rằng tôi đã chìm vào trong đáy biển, và khi tôi thầm niệm xin mẹ Nam Hải hãy đến cứu con, thì ông tự nhiên thấy là ông chạm được đất. Và khi ông chạm được đất đó thì ông thấy cái đầu ông là ở trên mặt nước, có thể hít thở không khí được. Ai cứu ông? Ngài Quan Âm đến cứu ông. Và đó cũng là cái gì? Đó cũng chính là lòng thành kính tột mực của ông. Và đó cũng chính là hạnh nguyện của ngài Quán Thế Âm. Ngài sẽ đến cứu khổ cứu nạn, giúp cho chúng sinh vượt thoát tất cả các ách nạn.
Vì đại từ là ban vui, đại bi là cứu khổ, ban cho chúng sinh niềm vui lớn, giúp cho chúng sinh thoát khỏi nỗi khổ lớn. Nếu chúng sinh có tâm thành kính tưởng niệm danh hiệu Ngài thì Ngài sẽ đến đó. Tâm thinh là sẽ lắng nghe tất cả mọi âm thanh kêu cứu của chúng sinh. Đó là một câu chuyện. Một lần có anh tài xế ở Đà Lạt, anh chạy xe khách về, chạy ban đêm xuống đèo Bảo Lộc. Anh ta ngủ hồi nào anh ta cũng chẳng biết, xe thì cứ đổ đèo. Cái vị đi lên đèo Bảo Lộc có để ý là ở ngay cái khúc cua mà ngay chỗ mộ Ba Cô hay gì đó là có thờ tượng Bồ Tát Quan Âm, đúng không? Ở đó có thờ tượng Bồ Tát Quan Âm. Trong đêm khuya anh ta đang ngủ gục mà tự nhiên có một cái con bé kia nó thấy tượng Quan Âm, nó kêu Quan Âm Bồ Tát. Là anh ta giật mình thắng xe lại thì chiếc xe vừa cái bánh vừa tới bờ vực. Nếu như con bé nó không kêu Quan Âm Bồ Tát thì xe anh ta ngủ thì xe sẽ lao xuống vực. Đó là những câu chuyện có thật. Đó là sự linh hiển của Ngài Quan Âm. Ngài khiến cho con bé phải kêu lên như vậy đến tài xế thức. Giá mà không kêu thì bây giờ ở đó không phải là mộ Ba Cô đâu nha, nhiều cô lắm. Sự linh hiển và ứng hiện vào trong cuộc đời để cứu giúp chúng sinh của Ngài Quán Thế Âm nhiều và rất nhiều. Rất nhiều những cái sách, những cái truyện viết lại là những chuyện rất đời thường, rất thực khi Ngài đến để cứu giúp mọi người, để giải khổ cho mọi người, để giúp cho người ta vượt thoát khỏi mọi ách nạn. Nhưng phải nói lại, có những người cũng niệm danh hiệu của Ngài, cũng lâm vào hoàn cảnh khó khăn khổ đau, nhưng tại sao Ngài không đến để giúp? Mình nói rằng người đó chưa đủ phước. Không, Ngài Quán Thế Âm Ngài đến giúp chúng sinh không cần biết người đó đủ phước hay không đủ phước, người đó tội nhiều hay tội ít, Ngài không bao giờ soi xét điều đó. Chỉ cần có chúng sinh thành tâm thiết tha muốn thoát mọi sự khổ thì Ngài sẽ đến, dù người đó là vua chúa quan quyền hay là thứ cùng đinh hèn hạ, Ngài đều đến vì Ngài thương tất cả là con. Tại sao có những người niệm mà Ngài không đến? Người đó cũng niệm mà miệng niệm chứ tâm chưa thật niệm. Miệng gọi tên Ngài nhưng tâm chưa bao giờ gọi đến tên Ngài. Mà Ngài Quán Thế Âm là tầm thinh của tâm chứ không phải là tầm thinh của miệng. Miệng không niệm danh hiệu Ngài nhưng tâm niệm danh hiệu của Ngài, Ngài cũng vẫn nghe được, Ngài vẫn đến bên người đó. Miệng niệm cho lớn mà tâm chẳng có một chút thành kính, tâm chẳng nghĩ về Ngài, đau mồm rát miệng cũng chẳng thấy Quán Thế Âm ở đâu. Miệng không niệm nhưng tâm luôn thiết tha hướng về Ngài, tự khắc Ngài sẽ đến. Như vậy thì Quán Thế Âm là quán vào cõi tâm. Quán vào cõi tâm, tất cả mọi chúng sinh đều chứa chấp trong con người của mình rất nhiều những thứ tâm, rất nhiều những thứ tâm. Tâm tham, tâm giận, tâm buồn, tâm ghét, tâm thương, tâm lo lắng, tâm sầu bi, vân vân.
Và chúng ta thường sống với những thứ tâm đó mà quên mất đi một thứ tâm rất cần thiết để giao cảm được với chư Phật, chư Bồ Tát, đó chính là tâm thành kính. Rất và rất nhiều Phật tử đi chùa cũng biết tụng kinh, cũng biết niệm Phật, miệng nói thành kính nhưng thật sự tâm không thành kính, làm sao có thể chiêu cảm được, làm sao có thể cảm động được đến Phật trời, làm sao có thể cảm động đến được chư thánh. Mình có cái tâm thành kính đối với Tam Bảo một cách tuyệt đối thì mình đi đâu đến chốn nào cũng được mọi người nơi đó cung kính đối với mình, họ xem trọng mình. Đối với Tam Bảo, đối với các vị thánh, đối với các vị hiền, chúng ta không có tâm cung kính, không có tâm thành kính đối với các vị đó thì thưa cùng với các vị, chúng ta đi đâu mọi người cũng nhìn chúng ta bằng nửa con mắt, ưa chúng ta không nổi, thương chúng ta không được. Bởi vì trong chúng ta nó không phát xuất ra một cái năng lượng để yêu thương, không phát xuất ra một cái năng lượng để dễ gần gũi, mà nó phát xuất ra một cái năng lượng trách móc, hờn giận. Người kia gặp mình dội liền, trong lòng mình chứa cái gì thì mình chơi chung được với cái người cũng chứa trong lòng như mình. Thí dụ mình chứa cái buồn, cái giận trong lòng, cái tức tối, cái hận thù trong lòng thì mình sẽ thường kết bạn và chơi rất thân với cái người cũng có buồn, giận, hận thù. Chơi chung với nhau chứ. Chứ mình chứa cái hận thù, còn cái người kia chứa cái tâm thương yêu, hai người chơi chung được. Nó như cái cục 500 mà để ngược vậy đó, nó đẩy ra, cái lực đẩy nó đẩy ra chứ nó không hít vô được. Còn nhưng mà mình có cái tâm, thí dụ như tâm ăn chơi hay gì đó, gặp cái tên có cái tâm ăn chơi, hai cái nó hít như 500 tự hít vô. Bồ Tát có cái tâm gì? Tâm đại từ, tâm đại bi. Mà mình bây giờ có cái tâm không đại từ, không đại bi, mà cái tâm sân si thì tự nhiên làm sao mà hít được, không chiêu cảm được, không thể gần gũi được. Cho nên bây giờ Ngài là đại từ đại bi thì xin mình có một xí từ, một xí bi, gọi là tiểu tiểu từ, tiểu tiểu bi thì cũng có thể hạp được. Hai cục 500 này không có lực đẩy ra mà nó hít vào mới có thể giao cảm được. Ngài luôn muốn đến để cứu giúp mình nhưng mình luôn phát tay, không cần Ngài đâu, thì làm sao Ngài giúp được mình? Rồi than, rồi trách, Bồ Tát không có linh. Đem nải chuối đến mà cúng nải chuối xanh nữa chứ. Chuối xanh ăn chắc ngậm mà đem tới để lên bàn thờ cúng nải chuối xanh. Cúng được nải chuối chín thì còn ăn được, nải chuối xanh mà lại. Cúng nải chuối mà lại xin Bồ Tát cho con cái này, cho nhà con cái kia, cho con cái này, cho con cái kia, xin, ôi thôi xin đủ thứ. Tôi nói đơn giản, bây giờ mà ở ngoài đường đây nè, mua ly nước mía cũng phải trả 5.000 nữa, cái gì nó công bằng vậy thôi. Đi ra mà xin cái giấy cái tờ gì ký một chữ thì cũng phải có cái bì thư để trả cái công ký của người ta nữa. Mà cái gì nó phải cân xứng, tương đối ngang ngang cái giá trị với nhau chứ. Cúng một nải chuối xanh có 5.000 bạc tới xin cho con làm ăn khá giả, cho con có sức khỏe, cho con mua vé số trúng mấy tờ, cái gì kỳ á. Xin gì xin chứ. Kể câu chuyện vui nghe, đừng đi kể lại người ta, người khác họ chửi. Chửi thầy Minh Thiền nó vậy.
Cái anh kia ảnh vô, ảnh quỳ trước tượng Bồ Tát Quán Thế Âm. Ảnh quỳ trước tượng Bồ Tát Quán Thế Âm, cái ảnh nói: dạ kính lại ngài Quán Thế Âm, con có mua 2 tờ vé số. Nếu mà chiều nay ngài cho con trúng 2 tờ vé số, con xin cúng dường 2 tờ vé số luôn. Chơi sọc vậy đó, mua 2 tờ vé số mà nói trúng là cúng dường 2 tờ vé số. Cái thằng con ảnh ở bên cạnh nó mới lai cái tay ảnh, nó nói: bố, bố xin gì kỳ vậy, bố mua 2 tờ vé số mà bố nói nếu mà trúng số độc đắc bố cúng dường cho chùa 2 tờ luôn, bố cúng dường cho ngài Quán Thế Âm 2 tờ thì còn gì mình xài, xin trúng chi vậy bố. Anh quýnh nhỏ anh kia: con không biết đâu, bố giấu 8 tờ. Bố giấu 8 tờ trong túi. Còn biết đâu, con im đi, bố giấu 8 tờ ở trong túi rồi. Nếu mà 2 tờ này nó trúng thì mình đưa 2 tờ này cho ngài, còn mình có 8. Mua 10 tờ nói 2 tờ. Trúng không? Trúng. Trúng gió giải đành đập đó. Đó là cái câu chuyện vui, nhưng nó muốn nhắc mình cái gì? Đối với thần thánh mà mình còn gian lận, mà mình còn gạt gẫm, mình còn qua mặt được nữa thì hú hồn chi con người. Nó nguy hiểm vô cùng, tội lỗi vô cùng. Mà mình thấy nhiều người mình mà mình nói thì người ta ghét, nhưng mà không biết làm sao, tới cái gì cũng xin hết, cái gì cũng xin. Xin có sức khỏe, xin đủ thứ, xin tùm lum hết. Mà tôi hỏi các vị, nếu như Bồ Tát mà ngài có cái quyền năng để ban cho chúng sinh những cái đó thì không đợi tới các vị sinh đâu. Các vị chưa sinh là ngài đã cho rồi. Chẳng hạn như là cho con thông minh, cho con học giỏi, cho con có sức khỏe, cho con thành đạt, thành kỹ sư, bác sĩ, cho con là người mẫu, hoa hậu, điện ảnh, vân 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 vân. Không cần phải sinh. Nếu ngài cho được thì ngài đã cho mình rồi. Ngài đâu có ích kỷ để giữ cái đó cho riêng ngài, mà mình đến mình xin. Đôi khi mình nghĩ vui, nói nếu như mà ông Phật hay là Bồ Tát mà các ngài ngồi đó mỉm cười thôi, chứ nếu mà các ngài nói thì chắc tôi nghĩ các ngài cũng nói vài câu: sao mày tham quá vậy, sao mày tham quá vậy, mày cúng tao có nải chuối xanh, mày đốt cây nhang khói nữa, nó muốn ác xì, nó muốn ung tư phổi, mày đó mày xin gì? Muốn có tiền thì phải biết nỗ lực lo mà làm ăn, lo mà tạo những cái gì gọi là cái hạnh chánh, gọi là trong công việc tìm những cái việc gì đó mà không tổn hại, không gây hại đến bất kỳ chúng sinh nào, thương tổn sinh linh nào, tìm việc đó mà làm, không ảnh hưởng đến cái gì, không làm khổ cho ai, tìm những việc đó mà làm thì từ từ mình có phước, mình sẽ có tiền. Muốn có sức khỏe thì phải biết tự bảo vệ sức khỏe của mình bằng cách là ăn uống phải có chế độ, ngủ nghỉ cũng phải có chế độ, vân vân. Cái này mình cứ đến mình xin cho có sức khỏe. Mà đàn ông thì về cứ tới lại ngài Quán Thế Âm: xin ngài cho chồng con có sức khỏe. Mà trong khi đó ông chồng ở nhà ông đi nhậu, ông nhậu từ sáng ông nhậu tới chiều, ông nhậu hết nhà bà ba, ông qua ông nhậu nhà bà bảy. Vậy mà kêu là có sức khỏe thì sức cái gì? Phải chi ông đó mộng đến nói: xin ngài cho con có sức khỏe, từ nay con hứa sẽ bỏ rượu, con sẽ bỏ hút thuốc, con sẽ ráng tập ăn chay, con sẽ ráng niệm Phật. Ồ, có vậy mà có phước, có sức khỏe. Xin ngài cho con được thông minh, từ nay con hứa sẽ cố gắng thường xuyên niệm danh hiệu của ngài, thường tìm những quyển sách hay, những lời hay ý đẹp để học, tự nhiên sẽ thông minh. Đơn giản quá mà. Tôi nghĩ mấy cái đó mình không cần phải cầu xin đâu. Mà có một thứ mình phải xin. Xin cái gì các vị biết không?
xin cho con đừng làm mà vẫn có ăn hả? Không có. Có một thứ mà chúng ta phải xin, đó là đến và cầu xin, xin cho con và xin cho tất cả chúng sinh biết trở về với cõi tâm của mình, để đón nhận được cái năng lượng yêu thương của Ngài bằng chính cái tâm từ yêu thương của con trải ra cho tất cả chúng sinh. Đó là một lời như sinh, nhưng đó là một lời phát nguyện. Có như thế chúng ta mới có một chút gì đó gọi là tương ưng với cái tâm đại từ đại bi của Ngài. Ngài là đại từ đại bi, là con người có một tình thương lớn đối với chúng sinh. Mà trong khi đó chúng ta nhận mình là đệ tử của Ngài, mà mình không có lòng, không có tình thương lớn đối với chúng sinh, mà chúng ta có cái tâm hiềm giận lớn với chúng sinh, tâm ghét bỏ lớn đối với chúng sinh, mình chưa xứng đáng là đệ tử của Ngài đâu. Nãy giờ tôi nói chuyện được bao nhiêu phút rồi? Một tiếng chưa? Hơn rồi hả? Hơn 30 phút hả? Chứ sao nghe nói, sao nghe nói hơn nửa tiếng? Ở trong cái đoạn phổ môn, ở cái phần phía sau hả, ai là người đứng lên mà cởi cái sâu chuỗi bảo châu anh lạc để dâng cúng Ngài Quán Thế Âm? Vì Bồ Tát nào? Đừng nói ở đây tụng kinh phổ môn riết này, con nhớ nhưng con không thèm nói cho thầy biết đâu nghe. Vị Bồ Tát nào mà mới nói rằng bây giờ con có cái sâu chuỗi bảo châu anh lạc giá trị bằng tam thiên đại thiên thế giới này, xin được dâng cúng dường cho Bồ Tát Quán Thế Âm? Ai? Thuộc bài đó chứ, chứ tưởng nào nói thì thôi, con nhớ nhưng không thèm nói thầy nghe đâu. Khi đó Vô Tận Ý Bồ Tát đứng lên và nói với Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát: tôi có một cái sâu chuỗi bảo châu anh lạc giá trị bằng tam thiên đại thiên thế giới, xin dâng cúng dường cho Ngài. Lúc đó Ngài Quán Thế Âm có nhận không? Có không? Bất khẳng thọ chi, có nghĩa là không nhận. Không nhận thì bây giờ Đức Phật thấy vậy, Đức Phật mới nói là sao? Thôi nè Quán Thế Âm, ông nên thương Vô Tận Ý và thương tám bộ chúng, trời, rồng, người, phi nhân, ca hậu, ca lầu la, khẩn na lam, hậu la già, càn thất bà, vân vân, mà nên nhận cái bảo châu anh lạc này đi. Lúc bấy giờ Ngài Quán Thế Âm mới liền thọ nhận bảo châu anh lạc. Thọ nhận xong làm cái gì? Thọ nhận xong làm cái gì? Vỗ tay khen cái cô đó đi, cô thuộc bài quá đó chứ. Ráng tụng kinh, ráng nhớ nghe, lâu lâu trả bài nhau cho vui. Chứ thật ra tôi cũng đâu có thuộc, tôi hỏi các vị chứ tôi quên tôi mới hỏi đó. Lúc bấy giờ Ngài Quán Thế Âm nhận bảo châu anh lạc xong mới chia thành hai phần, cái đó gọi là phân tác nhị phần: nhất phần phụng Thích Ca Mâu Ni Phật, nhất phần phụng Đa Bảo Phật Tháp. Chia làm hai phần, một phần thì dâng lên cúng dường Đức Phật Thích Ca, một phần cúng dường Đức Đa Bảo Như Lai. Như vậy một sâu chuỗi giá trị bằng tam thiên đại thiên thế giới, người ta dâng cúng cho Ngài, Ngài thọ nhận, nhưng Ngài đem cúng dường lại cho hai Đức Phật. Như vậy Ngài còn gì không? Còn gì không? Không. So ra cái sâu chuỗi đó Ngài không còn cái gì cả, nhưng Ngài còn lại cái đức rất là lớn. Cái đức rất là lớn. Mà đó cũng là điều chúng ta cần phải học. Cái thứ nhất học được ở Ngài Vô Tận Ý đó là cái sâu bảo châu anh lạc này giá trị cực kỳ lớn, mà trong cõi đời này không ai có được, chỉ một mình tôi có. Mà bây giờ tôi đem cái quý nhất này để cúng dường Ngài.
Bây giờ tôi không cần nói đến pháp cúng dường, mà tôi nói đến cái pháp ban tặng. Thường mình cho anh chị em mình, cho mọi người khác là cho cái gì mình không xài, cho cái thứ mà mình không cần nữa mình mới đem đi cho. Còn cái thứ mà mình còn sử dụng được mình cũng không bao giờ cho. Chẳng hạn như thí dụ bây giờ mình có một cái tivi nó nhỏ nhỏ, cái xong mình mua một cái tivi bự to hơn thế, về mình thấy thích cái tivi lớn quá, thấy cái tivi nhỏ này để nó chướng, thấy nó thừa rồi mới xách cái thừa đó đem cho ha. Chứ còn mà dám xách cái tivi lớn cho không, sao cho được, tiền đổ mồ hôi sôi con mắt để mua nó về mà kêu đem cho gì. Vậy là mình không học được cái hạnh của Ngài Vô Tận Ý, đó là cái quý nhất, giá trị nhất đem dân cúng dường luôn. Cúng dường người ta không nhận mà phải năn nỉ người ta để nhận. Mình không có dám nói xiên quá chuyện cúng dường, nói xiên qua chuyện cúng dường mấy công Phật tử nói ông thầy Minh Thiền lên đây cứ kêu cúng dường kêu cúng dường. Thật sự cúng dường thì các vị có phước. Ví dụ có nhiều người bây giờ mình thấy thế này, cúng dường năm động cắt gì đó không cần biết, cúng dường xong không bao giờ quên đi cái chuyện đó. Cứ nhớ ngày hôm qua tôi cúng dường 5.000 đó nghe, cái đi đâu cũng nói hôm qua tôi cúng dường chùa 5.000 đó, nửa tháng sau cũng còn nói nửa tháng trước tôi cúng dường 5.000 đó nghe, nửa năm sau cũng nói nửa năm trước tôi cúng dường chùa đó 5.000, 5 năm sau cũng còn nhắc lại cái chuyện đó. Ồ, cúng dường là cúng dường cho Tam Bảo chứ có cho, chứ có cúng dường riêng cho ai đâu mà phải nhắc nhở nhiều như thế. Nhắc một lần là cái phước nó giảm lại một chút, nhắc hai lần là cái phước nó giảm một chút nữa, nhắc nhiều lần để riết cái phước nó mất hết, nó sanh ra cái tội. Mình cũng thấy lạ lắm. Ở Thanh Hòa này chắc không có đâu, chứ nhiều nơi cúng không được mấy đồng bạc mà sai sử ông thầy làm đuối luôn. Tới thí dụ thích, thấy ông thầy đó có cảm tình đúng không, thích cái mua tặng thầy cái điện thoại, xong cái thấy thầy không có chiếc xe mua tặng thầy cái xe. Ông thầy thì ổng không có thì người ta mua, người ta cúng dường, người ta tặng thì ổng nhận. Nhưng mà sau cái đó là bắt đầu alo, mua điện thoại rồi, có số rồi, alo thầy hả? Ừ, bữa nay cái nhà mà bà con của thằng em, của thằng em con ông chú con, nhà nó chết, thỉnh thầy tới cúng giùm. Ở đầu xà lắc nó cũng kêu tới cúng. Xong alo thầy hả, bữa nay nhà của cái bà bạn thân của bà chị con, của bà chị con đó, có đám giỗ, thỉnh thầy tới cúng giùm. Đúng không? Cái gì cũng kêu hết. Ăn không được cũng alo thầy, ngủ không được cũng alo thầy, cái gì cũng alo thầy hết. Rồi nhờ thầy phán giùm, nhờ thầy chú nguyện giùm, nhờ thầy trì chú giùm, nhờ thầy cầu siêu giùm, nhờ thầy cầu an giùm. Cái riết ông thầy cũng tự cầu siêu cho ông luôn. Chịu gì nổi, cúng được có một xí thôi mà xử ông chạy, vẽ chạy chỗ này, vẽ chạy chỗ kia. Đúng rồi, cúng cái điện thoại là cúng thầy cái điện thoại là để con gọi có việc, cúng thầy chiếc xe là để thầy chạy việc cho con. Đúng là cúng dường mà có tính toán. Cho nên tôi đâu có dạy, tôi không có dạy nhận chiếc xe cái điện thoại của ai đâu nghe, mà cũng chẳng ai dạy đem cúng cái đó cho tôi. Đó mình nói chơi đó. Mình trở lại vấn đề của Ngài Vô Tận Ý. Cái giá trị của vật chất, thưa các vị, cái vật chất nó không thể nói lên hết được cái công đức tu hành của mình. Nhưng trong cái công đức tu hành của một người có thể nhìn nhận được là họ có cần giá trị vật chất hay không cần giá trị vật chất. Vật chất nó có thể nhấn chìm đi một hành giả tu tập,
Nhưng một hành giả tu tập cũng có thể xem thường vật chất, thấy vật chất rất bình thường. Từ đó chúng ta suy niệm ra một điều, đó là đối với của cải vật chất của thế gian chớ có sanh tâm tham đắm, bởi vì những thứ tạm gọi là có đây rồi ngày mai nó sẽ không còn. Cái hình ảnh của Ngài Vô Tận Ý đem cái gì quý giá nhất từ cái thế giới vật chất để dân cúng dường, Ngài Quán Thế Âm muốn nói cho chúng sinh một điều: những cái đó nó không phải là của chúng ta mãi mãi, nhưng hãy tận dụng những cái đó mà tạo phước báo cho chính bản thân mình. Ngài Quán Thế Âm thọ nhận, nhưng thọ nhận không giữ của riêng mình để làm của riêng tư. Thọ nhận xong lại lấy cái đó tiếp tục để mà làm phước nữa, là bằng cách đem cúng dường Đức Thích Ca và đem cúng dường Ngài Đa Bảo. Chuyện của Ngài Quán Thế Âm, hạnh của Ngài Quán Thế Âm chúng ta không thể nói trong chốc lát mà hết được. Chúng tôi sẽ ngưng ở đây và bữa nói chuyện này. Và chúng tôi muốn tóm lại đại ý cho quý Phật tử, đó là hạnh nguyện của Ngài Quán Thế Âm đi vào cuộc đời bằng mọi hình thức, bằng mọi hình thức, chứ không phải chỉ là một vị Quan Âm đứng trên tòa sen để đến với cuộc đời. Thế cho nên hãy lưu tâm rằng tất cả mọi người mà mình gặp trong cuộc đời, có thể trong số người gặp đó có hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Vì vậy hãy đem cái tâm cung kính bày tỏ đối với tất cả mọi người mà mình gặp. Điều thứ hai, cõi tâm của mình là cái cõi mà Bồ Tát Quán Thế Âm có thể đến hay không đến. Cõi tâm tương ứng với Bồ Tát thì chính ngay nơi đó các vị là hóa thân của Quán Thế Âm, chứ không phải miệng la cho to câu danh hiệu của Ngài, miệng la cho to thần chú đại bi. Ngài không cần điều đó. Ngài cần cái tâm của các vị thành kính đối với Ngài. Cái tâm của các vị có chút thương yêu thì tự nhiên sẽ cảm được đối với Bồ Tát. Đó là điều tôi muốn nói. Và xin cảm ơn đại chúng đã ngồi lắng nghe. Chúc các vị nhiều sức khỏe và có được cái năng lực thương yêu từ nơi Bồ Tát Quán Thế Âm. Nam mô Tầm Thân Cứu Khổ Cứu Nạn Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát.